vốn là một cựu fan của trò chơi chiến đấu xe tăng War Tank, để rồi biến người viết bài của video này trở thành một người ưa thích những khí tải chiến tranh, đặc biệt là tăng thiết giáp. Đây cũng chính là nguyên nhân hàng đầu khiến cho Blackwood biết đến vũ trụ Warhammer 40K và nhanh chóng tìm hiểu về bộ máy chiến tranh của đế chế nhân loại sẽ vận hành và phát triển ra sao trong thế giới điên rồ chết chóc này, đặc biệt là những cỗ xe tăng của họ. Và quả thật thì nó đã khiến cho người xem không hề thất vọng, mà trái lại còn vượt qua mọi sự mong đợi đến choáng ngợp bởi những khí tải chiến tranh vô cùng ngầu, bá cháy và đẹp một cách aesthetics steampunk vô cùng của họ. Một trong số khí tải mà bọn mình muốn nhắc đến trong video này đó chính là Bane Blade. Bây giờ hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Trước khi vào phần chính video này, cho mình xin một vài giây để quảng cáo nhé. Nếu như các bạn yêu thích Diomeo cũng như thích xem video về các sản phẩm công nghệ, đặc biệt là trò game thủ, thì hãy ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký kênh Instagram. Đây là một kênh chuyên về review công nghệ của bọn mình. Và mình sẽ để link ở trong phần bình luận nhé. Ok, bây giờ hãy cùng bắt đầu video thôi. Đầu tiên hãy cùng nhau nói về tổng quan. Xe tăng chiến đấu chủ lực hạng siêu nặng Bane Blade là một trong những khí tài quân sự có tuổi đời lâu nhất, có giá trị nhất, vĩ đại nhất và uy lực nhất vẫn đang phục vụ đế chế nhân loại trong bộ máy quân sự của đế chế trong suốt 10 kỷ nguyên. Chúng là hiện thân của sức mạnh thật sự của cả một đại tập đoàn quân của lực lượng vệ binh đế chế. Từ hỏa lực kinh hãi, lớp giáp dày kích xù cùng ngoại hình lực lưỡng đã biến nó trở thành một hình tượng đúng nghĩa của chiến tranh cục bộ trong vũ trụ 40K. Mỗi khi Bane Blade xuất trận, toàn bộ sự chú ý của trận chiến đều lập tức vây xung quanh chúng. Chúng thật sự quá mạnh, như bị chút thuốc phiện để phê đến mức cỗ xe tăng Apocalypse của phe Soviet trong tựa game Red Alert, vốn đã là một cỗ quái vật trước khi mình biết tới vũ trụ 40K, khi so sánh với Bane Blade thì chỉ là một chú hề. So với quy chuẩn hiện tại của nền quân sự thế giới thực của chúng ta thì Bane Blade còn không thể được gọi là một cỗ xe tăng, mà nó được phân vào loại lớp pháo đài di động đúng nghĩa, di chuyển trên bánh xích. Chúng có số lượng cực kỳ ít ỏi và bị giới hạn rất nhiều mặt ở trong việc phân phát cho các binh đoàn quân sự đế chế, nên chúng luôn luôn và phải được đối xử bằng toàn bộ sự kính trọng hết mực, tới mức sinh mạng của hàng ngàn, thậm chí là cả chục ngàn người lính hay toàn bộ đại đội tập đoàn quân vẫn quá rẻ mạt đối giá trị chỉ duy nhất của một chiếc Bane Blade. Mỉa mai một chuyện, theo dữ liệu của STC, bảo bối thần kỳ của Doraemon này đối với đế chế nhân loại thì Bane Blade chỉ được định danh là một xe tăng hạng nhẹ, cho thấy đế chế nhân loại trong kỷ nguyên thứ 41 đã tụt hậu thê thảm đến nhường nào so với thời kỳ Dark Age of Technology. Về mặt thông số kỹ thuật, cỗ máy hủy diệt này có chiều dài 13,5m, khối lượng từ 316 đến 319 tấn, kíp lái bao gồm 10 người, có chỉ huy trưởng, sĩ quan chiến thuật hay là phó chỉ huy, lái xe, 2 pháo thủ, 4 nạp đạn viên, 1 giáo sĩ công nghệ. Tùy vào phiên bản mà số pháo thủ và nạp đạn viên có thể thay đổi so le với nhau. Tổng số vũ khí mà nó có là 11, có thể trang bị thêm bên ngoài lên tới 13 vũ khí, tốc độ tối đa là 25 km/h. Về mặt lịch sử hoạt động, Bane Blade đã xuất hiện và đi vào phục vụ trong một thời gian rất dài, khi đế chế ngân hà của nhân loại vẫn đang tồn tại và chưa sụp đổ. Trong thời kỳ đế chế nhân loại mới hình thành dưới sự lãnh đạo của hoàng đế nhân loại và đang tiến hành cuộc chinh chiến vĩ đại hay The Great Crusade, nhằm khám phá và thu hồi trở lại những thuộc địa cũ của con người. Chúng là những khí tài nổi bật nhất nhờ vóc dáng khủng khiếp và uy lực hủy diệt của chúng. Với số lượng lên tới hàng chục ngàn chiếc, tại thời điểm cuộc chinh chiến vĩ đại, có tồn tại lên tới vài tập đoàn quân chỉ có nguyên si Bane Blade phục vụ hoàng đế. Mọi ngách trong bộ máy quân sự của đế chế trong thời kỳ này đều chắc chắn có vóc dáng của chúng. Mặc dù vậy, cho đến thời điểm của kỷ nguyên thứ 41, một tập đoàn quân của đế chế nhân loại phải may mắn lắm mới được nhận duy nhất một chiếc. Các binh đoàn hỗn mang phản bội đế chế cũng có sở hữu những cỗ pháo đài này, nhưng chúng chỉ là phiên bản thử nghiệm tiền thân trước đó của Bane Blade, được gọi là Decimator. Mặc dù không mạnh mẽ bằng những cỗ máy Bane Blade chính chủ của đế chế, nhưng chúng được phù hộ hay ban phước bởi những vị chúa hỗn mang để sở hữu những loại sức mạnh đầy báng bổ và kinh hãi, giúp chúng trở nên không hề kém phần uy lực và thậm chí còn lớn hơn so với cả đối thủ truyền kiếp của hỗn mang. Về mặt sản xuất và giá trị thì hầu hết những chiếc Bane Blade được chế tạo tại những Forge World, đặc biệt là tại Sao Hỏa và một số hành tinh khác là Lucius và Estaban 7, với thời gian sản xuất có thể mất đến nhiều năm vì sự phức tạp và tính đồ sộ của chúng. Những bản thiết kế của Bane Blade từ hình mẫu cho đến cả hệ thống vận hành đều được lưu giữ trong những bộ STC được canh gác vô cùng nghiêm ngặt tại Sao Hỏa, quê nhà của tổ chức giáo sĩ công nghệ, và còn tại một số hành tinh khác có liên hệ mật thiết với Sao Hỏa. Tuy nhiên, do tổ chức này nổi tiếng về một tai tiếng là rất hay giấu hàng nóng khỏi đồng minh, bao gồm cả những nhóm giáo sĩ khác để sưu tầm, nên những thông tin về mẫu mã của Bane Blade cũng bị hạn chế về một số mặt. Vậy nên, tại những thế giới bên ngoài Sao Hỏa, Bane Blade thường được xây dựng với đủ mẫu mã hình hài, theo tầm nhìn riêng và có sự khác biệt đáng kể so với bản gốc. Và chính điều này đã khiến cho hội hiếp bánh nướng bánh mì cáu giận vì thứ họ gián tiếp có chủ ý gây ra.
Tất cả những cỗ BMW Blade đều có số hiệu và cái tên riêng được khắc lên tấm thép nền móng của chúng. Dù được sản xuất ở Sao Hỏa hay bất kỳ thế giới nào của đế chế thì chúng đều phải đăng ký ghi danh sổ sách với Sao Hỏa. Khi một chiếc BMW Blade bị mất tích hoặc bị đánh mất, hội giáo sĩ công nghệ và cả chỉ huy của binh đoàn làm chủ nó chắc chắn sẽ nổi điên một trận lôi đình và yêu cầu điều động một lực lượng lớn quân sự để tìm lại bằng được chúng. Trong trận chiến tại thế giới Armageddon, một chiếc BMW Blade đã được chỉ huy bởi chính ủy viên huyền thoại Sebastian Jarrett chống lại sự xâm lăng của một cuộc Orc War. Trong cuộc phòng thủ pháo đài Argorans, tại đây thì chiếc xe đã có một số cải tiến, bao gồm cả một đài diễn văn để Jarrett lãnh đạo và truyền sĩ khí cho quân đội, được sơn tô vẽ lại đúng màu nền của những người chính ủy viên. Chiếc BMW Blade này đã bị hư hỏng nặng trong trận chiến Golgotha khi giao chiến với một cuộc Orc Stormpah, buộc Jarrett phải bỏ lại chiếc BMW Blade yêu dấu và rút lui. Tất nhiên, điều này không hề làm vui lòng tầng lớp lãnh đạo, nên họ điều động lên tới 10.000 quân sĩ cùng hàng trăm phương tiện cơ giới chiến đấu khác tấn công thẳng vào hang ổ của lũ Orc. Rất nhiều trong số đó đã bỏ mạng và bị phá hủy để có thể thu hồi lại cỗ xe tăng, kèm theo đó là một loạt thiết bị công nghệ Xenos kỳ lạ nào đó. Nếu chúng thật sự đã bị phá hủy thì đó sẽ làm tổn thất vô cùng nặng nề cho cả đế chế nhân loại nói chung và hội giáo sĩ công nghệ nói riêng. Một bia tưởng niệm cỗ BMW Blade đó sẽ được xây dựng, khắc ghi tên và số hiệu của cỗ chiến xa đó cùng độ kiếp lái để tưởng nhớ hàng năm. Số lượng sản xuất và được đưa ra phục vụ tham chiến thật của BMW Blade là cực kỳ ít ỏi, và khi chúng ta nói về ít ỏi trong vũ trụ 40K thì chúng ít tới mức khan hiếm vô cùng. Chúng thực sự quý hiếm và được thèm khát bởi mọi quân đoàn đế chế đến mức ngay cả tại những thế giới chảo lửa chiến tranh như Cardia phải đối mặt thẳng với vết rách hư không Eye of Terror trước sự xâm lăng không ngừng nghỉ của binh đoàn hỗn mang dưới trướng của Abaddon hay thế giới địa ngục Armageddon. Thường xuyên đối đầu với đủ mọi loại Xenos sắc sực thì việc có 3 chiếc BMW Blade thôi đã là một ngoại lệ trên cả ngoại lệ với tất cả ngoại lệ rồi. Chúng giá trị khủng khiếp tới mức ngay cả trong trò chơi cờ chiến tranh, chỉ duy nhất việc làm tổn thương chúng thôi đã được cộng một điểm chiến thắng rồi. Về mặt kiếp lái, để tuyển chọn được kiếp lái thì hội giáo sĩ công nghệ phải có hợp tác với lực lượng vệ binh đế chế để tìm người phù hợp vận hành cỗ máy chiến tranh đắt giá này. Trong số kiếp lái thì có một nhân vật đặc biệt nhất là một giáo sĩ công nghệ. Mọi cỗ BMW Blade đều có một viên giáo sĩ với trọng trách vô cùng to lớn là bảo dưỡng máy móc, cầu nguyện vị chúa máy móc Omnisire và sửa chữa khẩn cấp khi chiếc chiến xa bị thương trong chiến đấu. Tùy vào tuổi thọ và mức độ phức tạp hay tầm quan trọng của mỗi chiếc BMW Blade khi được giao phó và đưa vào thực tiễn, giáo sĩ có thể chỉ là một kỹ thuật viên tức thợ cơ khí học tập và ra trường từ hội giáo sĩ công nghệ, hoặc là một giáo sĩ chính thức đầy đủ tư cách từ tận Sao Hỏa đến nhận việc. Mọi thông tin về tình trạng và vị trí cỗ BMW Blade cũng như của kiếp lái được chỉ định đều phải được thường xuyên báo cáo lại cho nơi sản xuất nhằm đề phòng mọi tắc trách hay sự cố có thể xảy ra dù chỉ là nhỏ nhất. Về mặt cấu tạo bên trong thì nội thất của BMW Blade được chia làm 3 tầng riêng biệt. Tầng thứ nhất là tầng tháp pháo, chính là nơi pháo thủ chính và nạp đạn viên hoạt động. Tháp pháo của BMW Blade còn có một pháo đài chỉ huy khi chỉ huy xe tăng cần sử dụng để liên lạc trực tiếp ra bên ngoài. Nó là tầng duy nhất có nắp cửa để kiếp lái ra vào và được khóa bởi khóa vân tay nhằm đảm bảo mọi người lính đều biết quý trọng chiếc xe tăng ngang với mạng sống của mình để tuyệt đối không được đánh mất chúng. Tầng thứ hai là tầng chỉ huy với rất nhiều các trang thiết bị và công cụ chiến thuật cùng một đài liên lạc. Cuối cùng là tầng kho lưu trữ các loại đạn dược cùng một cầu thang máy đặc biệt để tải những viên đạn pháo nặng cả tấn của mọi cỗ BMW Blade. Chúng ta sẽ có một vài phiên bản BMW Blade khác nhau. Có rất nhiều phiên bản BMW Blade khác nhau được xây dựng dựa trên khuôn mẫu chính là thân xe khủng bố của nó. Có những phiên bản chế tạo mục đích duy nhất là đối chọi lại cả với những cỗ Titan khủng khiếp nhất của đế chế, thậm chí là có thể thách thức với binh đoàn Titan của hội giáo sĩ công nghệ. Trong số đó có 4 phiên bản đáng chú ý nhất. Stormhammer được cải tiến để biến cỗ BMW Blade từ một pháo đài di động trở thành cả một chiến tuyến di động. Nó được trang bị thêm 2 họng súng phun lửa, lắp đến tới 24 khẩu súng trường hạng nặng Bolter và thêm 2 tháp pháo đôi nòng chống thiết giáp hạng nhẹ ở hai bên sườn, đồng thời thay đổi pháo chính thành những nòng pháo uy lực nhỏ hơn nhưng hiệu quả hơn trong chiến đấu. Chống phương tiện cơ giới kém bọc giáp, biến chúng trở thành một cỗ máy nghiền thịt người đúng nghĩa và có thể một mình cầm cự, thậm chí phản kháng cả một đạo quân xâm lược chỉ một mình nó. Tuy nhiên, điểm yếu cũng rất rõ ràng, chúng mất khả năng đối chọi với những phương tiện siêu bọc giáp khác nên thường chỉ sử dụng để đột phá phòng tuyến bộ binh địch ở tầm trung và gần. Cỗ Saddle Source, chúng là một trong số 2 phiên bản chuyên dùng để tiêu diệt Titan. Phần tháp pháo của chúng được xây dựng gắn liền vào thân, biến chúng thành một dạng xe pháo chống tăng, mà ở đây là chống Titan, có thể chịu được sức nặng và sức giật khi khai hỏa khẩu đại pháo Volcano. Một khẩu súng laser khổng lồ thường chỉ được gắn những cỗ Titan vì uy lực quá kinh dị của chúng, khiến không một thứ gì ngoài Titan trước đây có thể gánh vác nổi. Stormblade là phiên bản chuyên dùng để trị diệt Titan thứ hai, được thiết kế tương tự như Shadow Sword. Với phần tháp pháo gắn liền với thân xe, chúng được dỡ bỏ hầu hết những thứ tháp pháo và vũ khí phụ để thay thế bằng một khẩu đại pháo chính là một khẩu Battle Cannon,
một trong số những vũ khí hạng nặng lắp trên các cỗ Titan. Chúng còn có thể được trang bị thêm một dàn Katyusha phóng hỏa tiễn Hellion chuyên diệt Titan, biến nó trở thành một cỗ xe tăng bá đạo nhất trong vũ trụ Warhammer 40K. Cuối cùng là bên Zord. Thứ quái vật bọc thép này sở hữu nguồn hỏa lực quá thần thánh tới mức chúng không thể được gọi là xe tăng hay pháo đài nữa. Nó là một xe công thành, một cỗ Exterminators Mini chạy bằng xích đi trên mặt đất, được trang bị một khẩu pháo Quake Cannon, chuyên bắn dăm đầu đạn đặc biệt được gọi là Quake Cell, hòa trộn với lời than khóc thét của cả một hành tinh, biến viên đạn như trở thành một sinh vật sống, luôn gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng. Khi đế chế quyết định sử dụng Exterminators trên một thế giới, thì tổ chức giáo sĩ công nghệ sẽ thu thập lại những mảnh vỡ của hành tinh đó và ghi lại âm thanh của hành tinh này phát ra khi chúng chết. Mỗi một viên pháo Quake Cell đều có những một mảnh ghép của một thế giới đã chết bị hủy diệt và gắn vào đó và được truyền vào âm thanh để ghi chép lại này. Khi nó được khai hỏa, viên đạn sẽ kêu gào lên đúng nghĩa bằng những tiếng than khóc ái oan của toàn bộ sinh vật sống đã bị hủy diệt khi nó bay thẳng vào quân thù. Và khi nó phát nổ, viên đạn sẽ chuyển giao toàn bộ uy lực và sức nặng của thế giới đã chết đó dồn xuống duy nhất điểm phát nổ để tạo nên một vụ nổ chấn động cả tầng địa chất. Khi làn khói vụ nổ tan, nếu mục tiêu là một bức tường thành nổi tiếng kiên cố bao nhiêu chăng nữa, mà nó không tạo nên những cái hố có viền trái đen thui thành than cùng những mảnh tường xung quanh bị nướng cháy chín giòn, thì chắc chắn viên đạn đã phá vỡ toàn bộ mọi thứ bên trong bức tường thành với những vết nứt gãy hiện rõ lên trên toàn bộ thành, và bắn phát tiếp theo sẽ là đòn giáng để chấm dứt sự tồn tại của hệ thống phòng thủ này. Vậy thì thực sự sức mạnh của Bane Blade mạnh đến mức nào? Chúng cực kỳ vô cùng mạnh và trâu bò kinh khủng khiếp. Bane Blade là hiện thân khủng khiếp của lực lượng Astral Militarum và chỉ xuất hiện trên chiến trường gay gắt và khốc liệt nhất mà đế chế nhân loại đang quằn mình chống chọi. Chúng là biểu tượng của ý chí bất tử của hoàng đế nhân loại, tôi luyện cùng với những tấm kim loại cứng cáp nhất con người có thể chế tác ra. Khẩu pháo của chúng có thể thổi bay và xóa sổ tất cả mọi thứ trong tầm bắn. Chúng cần đến vài động cơ siêu hạng cùng với sự bao bọc của một linh hồn máy móc đầy hào chiến thì mới có thể lăn bánh được. Chúng là những tàn dư hiếm hoi còn sót lại từ sau thời kỳ Dark Age of Technology của nhân loại. Sức mạnh của chúng có thể bị thách thức bởi những cỗ Titan không thể ngăn cản, bởi những siêu vũ khí hạng nặng khác, biến chúng trở thành những phương tiện chiến đấu đáng sợ nhất đã từng và đang phục vụ dưới trướng đế chế, bao gồm có cả lực lượng hỗn mang phản bội. Trong cuốn Tau Codex Fourth Edition có trích đoạn về cuộc chạm trán giữa người Tau và đế chế nhân loại dưới góc nhìn của một người lính đế chế như sau. Một cỗ Walker của chúng được chở theo một khẩu pháo uy lực đầy chết chóc, nó bắn một dạng đạn pháo ở tốc độ cực kỳ nhanh. Tôi chứng kiến cỗ xe tăng của phe mình, Lemurus, bị bắn trúng bởi khẩu pháo đó. Nó đục một cái lỗ nhỏ vừa lòng bàn tay ở hai bên chiếc xe tăng, một bên là chỗ nó bắn vào, bên kia là chỗ phiên đạn bay ra. Viên đạn pháo bé tí tẹo đó đã bay xuyên qua cỗ xe tăng với gia tốc cao ngút trời, tới mức tất cả mọi thứ bên trong cỗ xe tăng không được hàn gắn chặt với tấm thép nền móng đều đã bị hút sạch ra hết bên ngoài khỏi cái lỗ đầu ra, bao gồm cả kíp lái. Chúng tôi không thể định danh những cái xác, những gì còn lại của họ chỉ là một vệt máu quyện lên khắp mặt đất khoảng 20 mét trải dài để cỗ xe tăng đó. Viên đạn pháo đó đã bị đánh bật ra khỏi chiếc Bane Blade ngay khi chạm vào nó. Khẩu pháo của người Tau đó chính là Battlesuit Railgun, dòng vũ khí hạng nặng của họ có thể đục thủng mọi thứ từ khoảng cách cực kỳ xa, bao gồm cả những bộ giáp cứng cáp nhất của lực lượng Space Marine là Power Armor, hay những cỗ máy chiến tranh Dreadnought của đế chế. Ngay cả những người lính Space Marine với cơ thể được cường hóa nhất cũng không thể chống chịu nổi dù chỉ một phát bắn hủy diệt tơi bời của chúng. Trong cuốn Angel of Fire có 3 trích đoạn về Bane Blade dưới góc nhìn của lái xe Lemur. Đầu tiên là việc một kíp lái mô tả cảnh Bane Blade hứng chịu một đợt pháo truy kích rung trời lở đất mà không hề hấn gì. Tôi thề rằng đã thấy những chớp lửa họng pháo từ một khẩu pháo khổng lồ nào đó chóe lên và một thứ gì đó to lớn bay thẳng đến chúng tôi. Một lúc sau, cỗ Bane Blade hứng chịu một đòn đánh trời giáng. Ai đó bên trong phần tháp pháo đã hét lên. Một vài giây sau, một viên đạn pháo khác đã rơi đúng chỗ chúng tôi vừa mới ở. Nó tạo ra một cái hố sâu đến mức độ chục mét và rộng đến hơn 100 mét giữa mặt đất. Nhưng may mắn là chúng tôi không ở đó để tận hưởng. Thứ hai là viễn cảnh ở nơi chiếc Bane Blade khai hỏa và đội hình lực lượng tạo phản của đế chế. Khẩu đại pháo chúng tôi khai hỏa, viên đạn rơi vào giữa lòng quân thủ, sự hủy diệt là cực kỳ phi thường chỉ với một viên đạn pháo. Không may mắn thay, nó lại rơi trúng mục tiêu chính là cỗ Saddle Source, nhưng không một cỗ Lemanros nào có thể chịu nổi uy lực từ khẩu đạn pháo của chúng tôi. Chắc chắn là không, khi chúng bị bắn bởi những pháo thủ thiện xạ như là Ivan hay Anton cùng với những người khác. Lũ lính nấp xung quanh những cỗ xe tăng của chúng hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào. Chúng đã trở thành những miếng mứt máu, bay tứ tung dính trên nền nhà và tường bê tông. Còn về viễn cảnh của một cỗ Bane Blade khi bị phá hủy bởi đạn pháo Volcano của một cỗ Saddle Sword. Cỗ Saddle Sword khai hỏa, một cỗ xe tăng của chúng tôi bắn trúng bởi luồng laser năng lượng cực mạnh. Tháp pháo của nó nổ tung ngay lập tức, một tia năng lượng tóe ra từ phần giáp hông. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, có vẻ như đã có một cú nổ bên trong hoặc động cơ trở nên quá tải. Một vụ nổ lớn xảy ra khiến tháp pháo của nó bay thẳng lên trời rồi rơi xuống ngay bên cạnh thân xác của cỗ xe tăng. Tôi chưa từng chứng kiến chiếc Bane Blade bị phá hủy nhanh đến như vậy.
phát bán năng lượng đó quá mạnh ngay cả đối với những cỗ xe tăng huyền thoại lịch sử này. Trong cuốn sách này cũng có mô tả uy lực của một cỗ đại pháo Volcano dưới trải nghiệm của lũ Orc. Sự chú ý của hắn hay tên Orc cầm đầu Bergen bị thay đổi bởi tia sáng chói lọi từ phía bên phải. Hắn lập tức đeo kính nhìn về cỗ Shadow Sword của chính ủy viên Vinneman đang neo đậu từ xa và nhìn thấy một vật thể trắng xóa bay ra từ khẩu pháo to lớn của nó. Biết chuyện sắp xảy đến, hắn hướng mắt và hét lên những câu mệnh lệnh về những khẩu pháo màu đen đang canh gác những cánh cổng bên ngoài. Lũ pháo thủ Orc cơ bắp vội vã nạp những viên đạn pháo to bằng cả một thùng dầu vào từng họng pháo một, sẵn sàng để thổi bay đội hình những người lính Cardia một lần nữa. Và rồi một vết rách không gian nổ ra như một tiếng sấm giật rứt bầu trời, to lớn tới mức Bergen cảm thấy xương của hắn đang rung động cùng dư chấn của vụ nổ. Tất cả mọi thứ ở khu vực bên ngoài cánh cổng chính của căn cứ lũ Orc ngập chìm trong một ánh sáng màu trắng chói mù mắt. Bergen tưởng rằng hắn đã thấy phát bắn trắng xuyên qua cả một cỗ máy chiến tranh của chúng ở một góc nào đó để xé toạc chúng cùng một lúc. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy khoảng khắc của một giây. Nhìn trực diện vào tia sáng là quá đau đớn, hắn buộc phải nhắm nghiền mắt lại. Khi hắn có thể mở mắt trở lại, những hình ảnh sáng rực đằng sau những tia laser tàn phá của cỗ pháo Volcano hiện lên in vào mắt hắn. Rất nhiều cỗ máy chiến tranh của lũ Orc đã tan biến, kim loại bị nóng chảy tới mức trở thành dạng lỏng và bốc hơi thành những bong bóng, là những tàn dư cuối cùng của những cỗ máy chiến tranh mà hắn ưa thích. Một số cỗ máy khác may mắn không bị trúng trực diện bởi tia laser, nhưng chắc chắn không thể bắn trả vào người của Vinneman. Kíp lái của chúng đã bị thiêu rụi và trở thành cát bụi. Nhiệt độ lan tỏa ra từ tia laser thôi đã là quá lớn, làm tan chảy cả kíp lái của những cỗ pháo ở xung quanh. Có thể nói, từ khâu sản xuất cho đến chinh chiến và cuối cùng hy sinh trên chiến trường, mỗi cỗ bền Blade đều tạo nên những kỳ tích chiến tranh đầy chết chóc và sức tàn phá không thể đong đếm, với số lượng quân thủ bị hủy diệt lên tới nhiều không kể xiết. Trong suốt chiều dài lịch sử của đế chế nhân loại đến tận bây giờ, rất ít kẻ thù dám cả gan thách thức lại uy thế và quyền lực của những cỗ bền Blade, và càng ít kẻ thù đã sống sót để kể lại nỗi ám ảnh kinh hoàng khi đối mặt với cơn thịnh nộ của hoàng đế và nhân loại hòa quyện trong hình hài một cỗ xe tăng nặng hơn 300 tấn này. Và đó là toàn bộ những gì mà bọn mình mang đến cho các bạn về Beyblade. Nếu như bạn muốn theo dõi những video tiếp theo hay thích những video tương tự như này, đừng quên like, chia sẻ nó và đăng ký kênh DioMio để cùng xem game và chơi phim bọn mình. Còn nếu như thấy nó dở, hãy bấm dislike để bọn mình có thể cải thiện cho video kế tiếp. Còn bây giờ thì mình là Dương Dũng và đây là DioMio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.